Lại chào các bạn. Hôm nay là có thời gian để mình làm một video và giới thiệu các bạn để mình sửa cái điện thoại xin. Giới thiệu với các bạn về cái những kinh nghiệm của mình. Thì hôm nay á vì cũng có suốt thời gian nên mình sẽ giới thiệu về vì các bạn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc xịt cho côn trùng, hay là mình sửa video cho cái camera xịt, thuốc phòng bệnh cho cá sinh rồng, các rệp này, nấm này, cỏ trĩ này, như thế nào mà hiệu quả mà không gây hại cho mình. Thì hiện tại là có rất nhiều cách để cho mọi người sử dụng. Khi các bạn trồng xương rồng thì thường các bạn nếu mà có ít xương ít cây á thì các bạn sẽ và các bạn có ít cây và môi trường của bạn không bị tổn hại, có lọ côn trùng gây bệnh thì nó sẽ ít. Nhưng mà đối với các bạn mà dùng trồng nhiều cây, sau thời gian qua các mùa thì mỗi mùa đều có các loại côn trùng gây hại cho cái xương rồng. Thì sau các mùa và các bạn trong thời gian dài các bạn không phòng bệnh, rồi các bạn có mua thêm các loại khác thì các loại khác ở nơi khác tới thì biết đâu một ngày nào đó ở trong cái xương rồng của các bạn mua từ vườn khác tới lại có các bệnh và nó lan vào vườn bạn, thì các bạn phải phòng và trị các bệnh đó. Thì trị các bạn ai cũng biết rồi, dùng thuốc khoa học, dùng các loại thuốc khoa học đều có hại. Do đó hôm nay mình vừa hướng dẫn các bạn vừa dùng phòng trị các bệnh mà dùng như thế nào để cho nó hiệu quả mà không gây hại cho con người, nhà mình là như người trồng cây. Thì có nhiều cách lắm. Thì các bạn ví dụ ngay từ ban đầu thì các bạn trồng, để mình đem cái lọ thuốc mới trồng rồi. Ngay từ ban đầu khi các bạn trồng thì hỗn hợp đất mà tốt á thì các bạn phải tốt, thì các bạn phải trộn hỗn hợp đất tốt, nhưng các bạn kèm thêm các loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng cho cây. Thì đơn giản thì ví dụ cây các bạn mới mua về này thì các bạn phải rửa sạch và phòng trước. Thì đó là ví dụ các bạn mua cây về thì các bạn thường thì không biết là trong cây nó có bị như thế nào, có mầm bệnh hay không, thì các bạn đầu tiên là các bạn nên trị. Đầu tiên ví dụ đối với cây mới thì các bạn thứ nhất là các bạn về hỗn hợp đất thì các bạn nên trộn loại thuốc chống nấm và chống rệp đất. Và nếu cây các bạn mới mua về thì các bạn nên rửa sạch, ngâm cây trong vài giây để chống nấm, và nên cắt rễ sạch sẽ và ngâm để chống chuyến trùng. Thì đầu tiên thì mình nói trước là về hỗn hợp đất. Các bạn hỗn hợp đất thì các bạn nên đầu tiên các bạn nên chọn thêm cốc tấm lòng. Loại thuốc nào các bạn không cần phải tóc tấm lòng, các bạn ra ngoài nơi bán thuốc trị bệnh cho cây á thì các bạn hỏi về loại nào mà trị nấm, thì có đây là loại trị nấm. Và loại trị nấm cũng có loại trico này cũng av này cũng trị nấm các bạn. Đây này, trong này nó cũng là trị nấm này cho cây, thì cho rỉ sắt. Và thì như vậy đó là trị nấm.
và trị rệp rại. Nhưng mà các bạn phải trị rệp rại trong rệp rễ đất thì các bạn nên chọn thêm thuốc tím. Thì thuốc tím có ngoài nhiều nhiều loại, ở Việt Nam là có loại Visun gì đó, thì mình có mua đây, mình quên mình vứt cái vỏ rồi, thì mình có mua đây, mình bỏ ở đây. Xíu mình giới thiệu các bạn cách rải này kia, cái nào là mình ở đây và chọn hoa hậu hợp đất. Khi các bạn trồng cây nó sẽ trừ được là nấm này, các loại rệp đất này đó. Và sau một thời gian thường á, thì theo mình được, nếu các bạn trồng nhiều á, thì hàng hàng quý, hàng tháng cũng được, các bạn nên xịt lên cây. Để làm gì? Thì theo cái điều lượng, các bạn xịt nhiều thì các bạn nên giảm cái lượng ra. Và đầu tiên các bạn nên xịt này, mùa mưa này, mình nói này, mùa mưa nhé, trước mùa mưa và trong mùa mưa các bạn nên xịt cốc thông lâm. Mình đã hòa đây rồi, cốc thông lâm và bỏ rỉ. Bỏ rỉ các bạn, bỏ rỉ vì rỉ sắt nữa, thì những cái loại có loại nấm gại nên rỉ sắt, thì các bạn nên xịt các loại. Các bạn ra ngoài nơi các bạn ở, nơi các bạn trồng cây, các bạn tìm hiểu có loại thuốc các bạn mua, và chỉ cần hỏi là nấm này, rỉ sắt này, bọ rỉ này, là các bạn mua và xịt. Và mình nói này, nên đối với bốn mùa, thì bốn mùa nếu mà mùa chỉ có mùa mưa thì các bạn nên xịt thêm nấm, còn các mùa khác á, thì các bạn nên xịt bọ rỉ này, rỉ sắt này và các loại rệp này. Đây mình có giới thiệu cho các bạn là Momento này, thì các bạn nên xịt loại này vì loại này nó chuyên trị trị rệp sắt các bạn nhé, và nó thị trị các loại này, mình đọc rõ ràng các bạn này, bỏ rỉ này, rệp sáp này đó. Thì các loại sau thì các bạn nên xịt, mình nói nha, trong bốn, trong các mùa bốn mùa thì các bạn nên xịt cái này là chính, Momentum này là chính để xịt rệp, các loại rệp. Và nếu ở trong hỗn hợp đất các bạn có chọn cốc 85 Visun nữa chứ, là trị cho rệp đất thì các bạn và còn trong mùa mưa thì các bạn nên xịt thêm, hỗ trợ thêm nhiều cốc 85, và các bạn nên xịt bổ rỉ này, bổ rỉ một loại thuốc để trị bổ rỉ, vì bổ rỉ là những loại mà nó chích, các bạn là coi trên cây ấy, nó chích một cây nó có một con điểm nhăn và nó lan ra, nó sẽ là mổn cây. Và đó là giờ đối với là cái tuần hoàn, là đối với muốn mua các bạn nên bổ sung nào là cốc tâm lâm, nào là Monto, và nào là các công ty để thịt chế. Thì nếu còn trong trường hợp là sau các bạn xịt rồi á, thì qua mùa sau thì các bạn là muốn bổ sung á, thì mình có cách bổ sung cho các bạn. Ví dụ đối với trường hợp mà mình muốn bổ sung cho cây này, cây này thì nó bị rài này, thì mình muốn bổ sung thì mình nên các bạn mua, nên mua cái bình, một cái bình dùng cái bình tương các bạn, bình tương thì các bạn thay vì bình thường á, thì các bạn xúc, các bạn ví dụ như đây, các bạn mở cho các bạn xem, nếu bình thường á thì các bạn có thể xúc xúc như thế này đó, hay là các bạn bóc, nhiều bạn là bóc nữa kia, thì các bạn bỏ đây đúng không, thì nhưng mà nó nguy hiểm, nó bay mùi và nó gây độc trong tai, hay các bạn hít vào, hay là nói chung là không khí gây hại cho tai mình hít vào. Thì mà hôm nay mình có một cái cách để dùng cái các loại thuốc mà bột, thì các bạn nên mua các loại bình này, các bạn ví dụ như các bạn ốc, các bạn tay các bạn bóc, hay là các bạn đổ nó bay mùi nó dính tay, thì dưới đây các bạn dùng một cái này, bình này các bạn xịt vào đây này, mình rải vào đây, ở đây các bạn thấy mình rải không đó, là mình rải đó, các bạn rải thôi.
rải bình thường thôi, để mình lấy thêm vài cây mình rải thôi, cái này đơn giản thôi, mình nói rồi. Còn đó là cái khi các bạn rải các loại, đây là cái cách kinh nghiệm của mình để rải thuốc bột, thuốc thuốc bột, thuốc mà dùng trị và phòng cho những cây gây bệnh cho cây, đó là cách rải bột. Nhưng mà đối với cây thuốc nước, ví dụ như cốc thấm lăm, cốc thấm lăm không, thì có nhiều cách. Bình thường các bạn có thể xịt, nói thêm, đối với những cái vườn của bạn mà nó không bị cay, nhưng mà nó không bị lai lan nhiều, nhưng mà chỉ vài bị vài cay, thì các bạn nên cách ly và để riêng đó, biết không? Thì các bạn có thể dùng bình thuốc, các bạn xịt, các bạn thuốc vào, các bạn xịt để riêng để diệt hết cái loại bệnh vào cay đi, rồi sau đó các bạn đem vô để chung với trong vườn. Nhưng mà hôm nay mình có thêm một cách nữa, thì ngoài việc xịt thì các bạn phải, đó là đối với nhiều cây thì các bạn phải xịt, thì các bạn đối với những cây mà bị rài thì các bạn nên xịt, nhưng mà đối với cây mà bị nấm thì các bạn xịt cũng được, nhưng mà có vài cái các bạn xịt thì các bạn phải, nào là bằng áo bảo hộ này, đau đôi khi mặc này, rồi nói chung là bạn xịt ra ngoài tắm rồi đó. Nhưng mà có một cách nữa, hôm nay mình có một cách là các bạn có thể dùng như này. Đây là cái các bạn có thể hòa, ví dụ cốc thấm lăm này, mình hòa cốc thấm lăm này rồi đúng không, rồi các bạn bôi vào thân cây các loại thuốc, thì các bạn có nhiều đó, mình bôi này, đó một cách, đó là một cách đó các bạn. Đây là một cách, đó, mình bôi rồi. Mình không biết mình nói ở đây mình. Đó là một cách đó. Nói chung là dùng, mình hôm nay mình giới thiệu về cái cách mà dùng thuốc, các loại thuốc theo bốn mùa. Ví dụ như là các bạn nên xịt bổ sung thêm nhiều cốc thấm lăm vào mùa mưa, vì mùa mưa là hay bị nấm, bị rài, bị đẹp, thì các bạn nên xịt bổ sung thêm nhiều hơn. Còn nếu các bạn trồng cây từ đầu thì các bạn nên hỗn hợp, trộn hỗn đất bao gồm có các loại thuốc để trừ nấm, trừ rài đất, và thường xuyên định kỳ trong tháng, trong quý các bạn nên xịt các loại thuốc, ví dụ như là Momento để trị các loại rệp sáp, và xịt cốc thấm lăm để trị nấm, và xịt các amenti để chống bọ trĩ, là rỉ sắt, và các loại rài rệp. Và các bạn cũng có thể mua riêng các loại thuốc riêng để đặc trị cho những loại khác nhau. Và các bạn thường xuyên bổ sung loại thuốc, nếu các bạn hái trong này nó hết thì các bạn bổ sung. Và có, nhưng mà dùng thế nào để không bị gây hại đến con người, dùng không bị độc, không, mình không cầm bằng tay này, mình không phải bằng áo khoác này, mình không phải bịt mặt này, thì đây là đối với thuốc bột có hai loại, cách dùng hai loại. Đối với thuốc bột thì các bạn bỏ vô bình, không phải múc mà không phải muỗng của muỗng, không phải ống bằng tay, thì các bạn rải bơm bơm là nó, đó là một cách. Và đối với thuốc nước thì các bạn có thể dùng bình nước xịt để riêng ra, xịt bình nước nhỏ, rồi các bạn có dùng như mình là dùng để bôi lên thân, vì bôi lên thân là đối với những cây mà vườn bằng ít, và vườn bằng ít nhưng mà các bạn cần trị thì các bạn dùng, không cần bị nhiều thì các bạn bỏ riêng một cái, khi nào cá nào bị các bạn đâu bôi lên thôi để trị. Hôm nay mình làm video nói chung là để hướng dẫn các bạn cách sử dụng các loại thuốc đặc trị cho phòng trị cho cái xương rồng, để cho cái, để có một cái xương rồng đẹp khỏe và ra hoa thường xuyên. Thì mình là Long Minh ở vườn xương rồng Long Minh, các bạn coi video mà thấy hay nhớ bấm like và chia sẻ để mình có phấn đấu làm nhiều video nữa. Nếu trong cái video mình nói những điều mà nó dư thiếu, sai hay đúng thì các bạn có thể comment bổ sung, và bổ sung cho mình để mình
càng ngày phát triển video càng hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn, mình là Đồng Minh, chào các bạn.